huyện Tùa Chùa nằm ở độ cao khoảng 1.400 mét so với mực nước biển. Nơi đây hiện đang sở hữu rừng chè san tuyết cổ thụ, trong đó có nhiều cây có tuổi đời vài trăm năm. Đây là giống chè mọc tự nhiên, được chăm sóc hoàn toàn hữu cơ. Trước kia, người dân địa phương chủ yếu thu hái về để sử dụng trong gia đình. Hiện nay, chè san tuyết đã trở thành đặc sản và mang lại nguồn thu ổn định cho bà con. Quần thể 100 cây chè san tuyết tại hai thôn Xín Trải, Hấu Chua, xã Xín Trải, huyện Tùa Chùa vừa được chính thức công nhận là cây di sản Việt Nam. Nhắc đến rừng chè san tuyết cổ thụ, không thể không nhắc đến gia đình ông Hạng A Chư ở thôn Hấu Chua, xã Xín Trải. Hấu Chua được bao bọc bởi những dãy núi đá cao, mây mù bao phủ quanh năm, khí hậu mát mẻ. Ông Chư năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn hái và chế biến chè. Ông Chư cho biết gia đình ông sinh sống ở Hấu Chua đến đời ông đã là đời thứ 9. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã thấy những cây chè cổ thụ này. Ông tôi lại lạy cho ông bố. Thế thì không biết là chè này là mấy trăm năm, sống lâu lắm đấy. Cái cây mà hai người ông không hết thì phải ít nhất phải 300 năm. Trước đây, trong thôn có hàng nghìn cây chè. Thế nhưng nhiều người dân trong thôn coi cây chè không có giá trị nên đã phá đi để làm nương. Sau này khi biết được cây chè có giá trị nên cả gia đình ông đã cùng nhau bảo vệ, chăm sóc cho đến bây giờ. Hiện nay, gia đình ông Chư vẫn còn trên 500 cây chè cổ thụ cho thu hoạch đều đặn. Ông Chư là một điển hình trong việc phát triển kinh tế gia đình từ cây chè san tuyết. Không chỉ chăm sóc thu hái chè của gia đình, mà những năm gần đây, ông còn đứng ra thu mua chè và bán lại cho các nhà máy chế biến. Bên cạnh đó, ông cũng đầu tư một xưởng sao chè thủ công ngay tại nhà để bán. Chè ngon thì mình phải hái đóng giờ, khoảng từ 3 giờ đến 11 giờ, trọng nhất là 1 giờ. Chè ngon đấy. Mà mình phải nấu đựa cho cái máy của nó nóng độ khoảng gần 100 độ, cụi phải đều nhau cái máy của nó này, là chỉ có nóng một chút là nó cháy rồi. Chè san tuyết ở Xín Trải là loại cây thân gỗ cổ thụ, thân to, cây to nhất có đường kính hơn 2,5 mét, cao hơn chục mét, mọc san sát nhau như rừng cây cổ thụ. Những cây chè cổ thụ ở Xín Trải có tuổi đời hàng trăm năm. Không giống như các loại chè khác, để hái được chè san tuyết cổ thụ, người hái phải dùng thang trèo lên thân cao. Đến Xín Trải trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10, ngoài tham quan khám phá những phong cảnh còn nguyên nét hoang sơ của thiên nhiên, du khách còn có cơ hội được trải nghiệm thu hoạch hái chè cây cao cổ thụ. Mình chỉ có phát như cho nó không có cây về, cho nó lớn lên thôi. Một tuần hái 3 lần, hái thứ 2 với thứ 4 và thứ 6. Từ tháng 2 đến tháng 6 nhưng mà hái từ từ, mình cắt hết đi là nó không ra thôi. Chè san tuyết cổ thụ Tùa Chùa có búp to màu trắng xám. Dưới mỗi lá chè lại có phủ một lớp lông tơ mịn màu trắng nên người dân ở đây còn gọi là chè tuyết. Vào mùa đông, những thân cây chè san tuyết khá khẳng khiu vì phải chống chọi lại cái lạnh sương muối. Song khi mùa xuân đến, chè lại đâm chồi, nảy mầm và mang đến một mùa bội thu. Hiện Xín Trải có gần 4.000 cây chè san tuyết cổ thụ và là xã có nhiều cây chè cổ thụ nhất huyện Tùa Chùa. Tập trung chủ yếu ở hai thôn Hấu Chua và Xín Trải. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Xín Trải cũng luôn xác định chè là cây mũi nhọn để phát triển kinh tế của địa phương. Xã thì cũng hàng năm là cũng có kế hoạch để triển khai bảo vệ cái cây chè san tuyết của Xín Trải và đã đưa vào quy hoạch bảo vệ để cho bà con nhân dân có cái thu hoạch để góp phần phát triển kinh tế xã hội cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Xín Trải. Xã Xín Trải có rừng chè cổ thụ lớn nhất huyện,
Vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có quyết định công nhận quần thể 100 cây chè san tuyết tại thôn Hấu Chua và Xín Trải, xã Xín Trải, huyện Tùa Chùa là cây di sản Việt Nam. Thông qua việc này, cây chè san tuyết cổ thụ cũng như các sản phẩm chè của Xín Trải sẽ được quảng bá đến với các tỉnh thành trong nước cũng như quốc tế. Qua đó, góp phần tăng giá trị sản phẩm, giúp cho người dân nâng cao thu nhập cũng như phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động thăm, trải nghiệm hái chè san tuyết cổ thụ. Sau khi cây chè san tuyết được công nhận là cây di sản Việt Nam, thì các cái sản phẩm của cây chè sẽ được đông đảo người dân trong các tỉnh thành trong cả nước cũng như là trên thế giới biết đến. Thì qua đó thì cũng góp phần là tăng cái giá trị của cái thành cái sản phẩm, giúp cho người dân thu nhập cao hơn cũng như là phát triển tốt về công tác du lịch cộng đồng. Thì cái sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với thu hoạch và chăm sóc cây chè sẽ rất là được ưa chuộng. Huyện Tùa Chùa hiện có gần 600 hecta chè của gần 1.200 hộ, trong đó chè cây cao cổ thụ gần 8.000 cây thuộc 290 hộ. Sản lượng chè búp tươi thu hái hàng năm đạt khoảng trên 70 tấn. Tương ứng chè chế biến thành phẩm là hơn 10 tấn. Để từng bước đưa cây chè trở thành cây công nghiệp chủ lực, từ năm 2019, huyện Tùa Chùa đã chú trọng phát triển, chuẩn hóa sản phẩm chè với mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. Bên cạnh đó, huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng, phát triển sản phẩm chè an toàn theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, như hỗ trợ bao bì, in tem, thiết kế mẫu mã sản phẩm. Đến nay, các sản phẩm chè đã được chứng nhận theo chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn. Hiện có hai chuỗi sản phẩm chè san tuyết cổ thụ thuộc hai doanh nghiệp Công ty Trà Phan Nhất và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hương Linh tỉnh Điện Biên liên kết với các hộ dân thu hái chè, được công bố tiêu chuẩn đảm bảo, có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Vùng chè san tuyết Tùa Chùa rất là quý hiếm. Quý hiếm ở chỗ là nó là một quần thể mà tập trung những cây chè san tuyết cổ thụ. Và cái thứ hai đó là cái sự lâu đời của nó. Nó là những cái cây mà dành cả đời người để có thể lớn từng cm một. Tôi được thừa hưởng cái sự đam mê cũng như là cái kiến thức mà từ người bố 40 năm nay đã để lại cho tôi như thế nào. Tôi học hỏi kinh nghiệm của ông và phát huy cái kinh nghiệm đó để có thể áp dụng được vào vùng chè, vừa là để nâng cao được cái giá trị thương hiệu của vùng chè san tuyết Tùa Chùa, cũng như là để khẳng định lại cái giá trị chất lượng là chè Tùa Chùa thực sự là rất ngon và cái hương vị của nó rất là đặc biệt và cá tính. Thời gian tới, Tùa Chùa tiếp tục mở rộng liên doanh liên kết với các công ty xây dựng thương hiệu, chế biến sản phẩm theo cơ chế sạch và bao tiêu sản phẩm, quan tâm đến việc triển khai các đề tài khoa học nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển vùng chè cổ, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân trong việc quan tâm chăm sóc, thu hái và sản xuất chè theo đúng quy trình kỹ thuật, để chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo. Huyện cũng tập trung vào việc giới thiệu quảng bá sản phẩm qua các kênh hội chợ thương mại trên địa bàn huyện, tỉnh và các tỉnh lân cận, quảng cáo giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, tạo điều kiện để các sản phẩm từ chè san tuyết của Tùa Chùa được đến với nhiều địa phương trong cả nước cũng như quốc tế. Trong thời gian tới thì huyện sẽ quan tâm tiếp tục khắc phục cái diện tích chè hiện có ở trên địa bàn huyện bằng cái việc là cũng xây dựng cái chuỗi liên kết. Hiện nay thì cũng đã tổ chức xây dựng có 26 hecta cái vùng chè là để đưa vào cái việc hỗ trợ theo quyết định 45 của tỉnh trên địa bàn huyện để thực hiện phối hợp giữa người nông dân với doanh nghiệp để tạo ra cái sản lượng nó tăng theo hàng năm. Với sự quyết tâm của chính quyền và đồng bào người Mông trên đất Tùa Chùa, hy vọng hương chè san tuyết sẽ còn phát triển vươn xa. Ngoài ra, địa phương đang phát triển kết hợp du lịch với trải nghiệm hái chè cổ thụ đã trở thành bản sắc và nét hấp dẫn riêng của mỗi du khách khi đến thăm Xín Trải, Tùa Chùa.